bỏ anh trong cô liêu. Anh từng nói với em rất nặng lời, sao ngày ấy để anh ngóng chơi vơi. Giờ lớn hơn anh mới hiểu, ai cũng muốn cuộc sống không lo toan. Vì lúc ngày anh qua xuân, em nở sang gửi phần cho anh mà. Sai lầm lớn nhất anh mang trong cuộc đời là đánh mất em khi ta tuổi đôi mươi, là muốn ấp ôm em theo cả cuộc đời mà bản thân anh còn chưa lo được nói. Giờ đây anh đã có mất những thứ em cần rồi, chỉ không có em nên anh đau lòng thôi. Người không dám tin tương lai anh thay đổi, giờ theo bước anh em sẽ đến đâu cuộc đời. Có NRX, NRX98 có mọi người, cảm ơn anh Lê nha, cảm ơn mọi người đã xem em ha. Cảm ơn Thành Phượng, hello chị Tiên. Chị Hiếu ơi hả? Anh từng oán trách em rất nhiều, sao ngày ấy bỏ anh trong cô liêu. Anh từng nói với em rất nặng lời, sao ngày ấy để anh uống chơi vơi. Giờ lớn hơn anh mới hiểu, cùng muốn cuộc sống không lo toan. Vì lúc ngày anh qua xuân, em nào dám gửi phần cho anh mang. Sai lầm lớn nhất anh mang trong cuộc đời là đánh mất em khi ta tuổi đôi mươi, là muốn ấp ôm em theo cả cuộc đời mà bản thân anh còn chưa lo được nói. Giờ đây anh đã có những thứ em cần rồi, chỉ không có em nên anh đau lòng thôi. Người không dám tin tương lai anh thay đổi, giờ theo bước em anh sẽ đến đâu cuộc đời. Chị Tiên được hiểu nha. Ca sĩ Thu Trang. Sai lầm lớn nhất anh mang trong cuộc đời là đánh mất em khi ta tuổi đôi mươi, là muốn ấp ôm em theo cả cuộc đời mà bản thân anh còn chưa lo được nói. Giờ đây anh đã có những thứ em cần rồi, chỉ không có giờ theo bước anh em sẽ đến đâu cuộc đời. Người không dám tin tương lai anh thay đổi, giờ theo bước anh em sẽ đến đâu cuộc đời. Xe ra tránh ra, né tôi ra một bên, né tôi ra một bên. Anh Giang là chuyên gia kiếm chuyện với chị Tiên không à nha.